Mến chào, anh chị học viên đã đến với chuỗi video hướng dẫn nghiệp vụ thao tác trên iPod. Video này, anh chị sẽ cùng nhau tìm hiểu thao tác với hai phần nội dung chính như sau. Phần 1, thực hiện nhập lệnh, nhập mua. Phần 2, thực hiện nhập lệnh, bán hàng nội bộ. Chúng ta cùng nhau đến với phần đầu tiên, thực hiện nhập lệnh nhập mua trên iPod. Về quy trình nhập hàng, anh chị lưu ý thực hiện như sau. Bước 1, chuẩn bị hồ trống, dụng cụ liên quan và đặc biệt nhân viên phải nắm được đơn đặt hàng từ quản lý, nhà cung cấp nào, trọng lượng bao nhiêu loại mặt hàng, vân vân. Trong trường hợp anh chị chưa nắm đơn đặt hàng, ngay lập tức liên hệ quản lý. Bước 2, kiểm hàng theo tiêu chuẩn đã quy định từ công ty, lưu ý sai con hàng. Bước 3, cân hàng, có sự chứng kiến từ hai bên, sau khi cân xong thì rửa cho vào hồ theo đúng loại nước. Bước 4, kiểm tra chất lượng hàng yếu ngộp, tình trạng con hàng, lựa các hàng yếu. Bước 5, trừ hàng trả, trừ rổ, ghi vào sổ tay nhập hàng, lưu ý có ghi giờ và ngày nhập, sau đó nhập lệnh nhập mua, đề xuất phiếu 3 liên. Về thao tác nhập lệnh nhập mua, anh chị thực hiện như sau. Bước 1, khởi động iPod, chọn mục phân hệ và nghiệp vụ, tiếp đến, chọn mục mua hàng, rồi chọn nhập mua. Bước 2, chọn thêm mới, sau đó chọn tên nhà cung cấp, tại mục người bán. Bước 3, chọn hàng nhập từ nhà cung cấp, tại mã hàng hóa, click chọn dấu 3 chấm kề bên, bảng mã hàng sẽ được đổ ra, chọn đúng loại hàng. Sau khi chọn mã hàng xong, anh chị nhập chính xác, đơn vị tính, trọng lượng và giá. Bước 4, chọn các mặt hàng tiếp theo nếu có, thực hiện tương tự giống bước 3, sau đó bấm lưu và in phiếu. Bước 3, bước 4 anh chị kiểm tra kỹ trước khi lưu và in. Phiếu 3 liên có chữ ký của nhà cung cấp, thu ngân và quản lý, anh chị đưa nhà cung cấp liên đỏ. Phần 2, thực hiện lệnh bán hàng nội bộ. Lệnh bán hàng nội bộ xảy ra khi cửa hàng A hết hàng, gọi điện cửa hàng B có hàng, thì cửa hàng B sẽ làm lệnh bán hàng nội bộ cho cửa hàng A. Cửa hàng A thì làm lệnh nhập mua nội bộ. Về chi tiết các bước, anh chị thực hiện như sau. Bước 1, khởi động iPod, chọn mục phân hệ và nghiệp vụ, chọn bán hàng nội bộ. Bước 2, chọn thêm mới, tiến hành nhập tên cửa hàng gửi ở mục kho xuất, nhập tên cửa hàng nhận ở mục khách hàng và kho nhập. Bước 3, chọn mã hàng, tại mã hàng hóa, click chọn dấu 3 chấm kề bên, bảng mã hàng sẽ được đổ ra, chọn đúng loại hàng. Sau khi chọn mã hàng xong, anh chị nhập chính xác, đơn vị tính, trọng lượng và giá. Bước 4, chọn các mặt hàng tiếp theo nếu có, thực hiện tương tự giống bước 3, sau đó bấm lưu, in phiếu và ký xác nhận. Lưu ý, cả hai cửa hàng đều có thể xem lịch sử chuyển hàng, tại mở, kế bên nút lưu. Sau khi cửa hàng B làm xong lệnh bán hàng nội bộ, thì lúc đó cửa hàng A kiểm tra và duyệt lệnh tại nhập mua nội bộ. Chi tiết, anh chị thực hiện như sau. Bước 1, chọn mục phân hệ và nghiệp vụ, chọn mua hàng, chọn nhập mua nội bộ. Bước 2, kiểm tra đúng thông tin, nếu không xảy ra vấn đề gì, anh chị chọn duyệt. Trong trường hợp đã duyệt, hai bên phát hiện sai thông tin, thì lập tức báo kế toán để hủy lệnh và thực hiện lại từ đầu. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.